Chính Việt Nam và U19 đảo Guam. Việt Nam ngày hôm nay đa quân với trang phục màu trắng, và các cầu thủ đảo Guam là những người đa quân với trang phục màu xanh đậm. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Guam. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với buổi lễ chào cờ của hai quốc gia Việt Nam và Guam. Khi trận đấu này diễn ra thì ở lượt trận thứ hai cũng đã có một trận đấu đã kết thúc, khi mà đội tuyển U19 Nhật Bản đã có chiến thắng đậm 9-0 trước U19 Mông Cổ. Và hiện tại với hai trận toàn thắng và hiệu số là U19 thì đội tuyển U19 Nhật Bản đang tạm thời dẫn đầu bảng J ở vòng loại U19 châu Á. Như vậy tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay, trọng tài chính là ông Aziz Asimov người Uzbekistan, hai trợ lý trọng tài là ông Samapan người Ấn Độ và Anmu Khani người các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chúng ta sẽ cùng đến với đội hình xuất phát của các cầu thủ U19 Việt Nam ngày hôm nay. Trong khung thành là thủ môn mang áo số 22 Quang Văn Chuẩn. Các cầu thủ có số 3 Trần Quang Thịnh mang ban đội trưởng, số 4 Vũ Tiến Long, số 5 Trần Quốc Đạt, số 8 Huỳnh Công Đến, số 11 Đỗ Tấn Thành, số 13 Trần Ngọc Sơn, số 15 Phạm Văn Hữu, số 16 Ngô Đức Hoàng, số 19 Nguyễn Hữu Nam, số 20 Võ Minh Trọng. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U19 Việt Nam đó là huấn luyện viên người Pháp Philippe Jouzier.
Còn đây là thành phần xuất phát của đội U19 đảo Guam. Trong khung thành là thủ môn áo số 1 và cũng là người đeo chiếc băng thủ quân Alexander Canto Stenson. Các cầu thủ có số 2 McKenna, số 3 Muller, số 4 Simon, số 5 Elwell, số 6 Vidache Jr., số 8 Hale Hale, số 9 McDonald, số 15 Chagualaf, số 17 Mikael Thomas Henningen và số 19 là Christian Jaco Kido. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U19 đảo Guam đó là ông Carl Dennis Dodd, huấn luyện viên người Úc. Dành cho những người hâm mộ muốn biết đảo Guam thì chúng tôi cũng xin cung cấp những thông tin cơ bản, đó là đảo Guam là một đảo thuộc điều hành của Hoa Kỳ. Đây là được tính là một bang của Hoa Kỳ nằm ở điểm cực tây. Đây được xem là điểm cực tây xa nhất của đất nước Hoa Kỳ, đất nước Mỹ, và họ nằm ở phía tây của biển Thái Bình Dương. Ở vòng loại U19 châu Á cũng xuất hiện một đại diện, đó là quần đảo Bắc Mariana. Đó cũng là một quần đảo láng giềng với đảo Guam. Đội bóng đã gây chấn động ngược khi để thua đậm U19 Thái Lan với tỷ số 0-21. Ngày hôm nay nhìn vào đường xuất phát của huấn luyện viên Philippe Troussier, có đến 9 sự thay đổi người. Chỉ có 2 cái tên được huấn luyện viên người Pháp giữ lại so với trận đấu ra quân của U19 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U19 Mông Cổ. Đó là đội trưởng số 3 Trần Quang Thịnh và tiền vệ áo số 8 Huỳnh Công Đến. Ngay cả vị trí trong khung thành cũng có sự thay đổi, khi người bắt chính không phải là Elinier mà là thủ môn Quang Văn Chuẩn. Nhiều khả năng ngày hôm nay huấn luyện viên Philippe Troussier vẫn sẽ tiếp tục vận hành sơ đồ 3 trung vệ, và cụ thể hơn đó là sơ đồ 3-4-3, sơ đồ thiên về tấn công ở trận đấu ngày hôm nay. Và sơ đồ này chắc chắn sẽ được chuyển hóa thành sơ đồ tấn công đa dạng hơn với nhiều nhân sự hơn ở phía trên. Ngay từ tình huống phát bóng thì các cầu thủ U19 Việt Nam bảo vệ phần sân phía bên tay phải cũng đã có tình huống phát động tấn công rất dài lên phía trên. Ở trận đấu ra quân của mình thì U19 Guam cũng đã để thua đậm 0-10 trước U19 Nhật Bản. Đó cũng không phải là tỷ số quá bất ngờ. Cú đá đầu tiên, bóng trúng cột dọc của Thanh. Cơ hội cho các cầu thủ U19 Việt Nam, cú sút không vào. Ngày hôm nay sẽ là trận đấu mà các học trò của huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ quyết tâm ghi thật nhiều bàn thắng càng tốt vào lưới của U19 Guam. Vừa rồi là cú đá của hậu vệ cánh phải Phạm Văn Hữu. Tình huống phát bóng không tốt của thủ môn Stenson. Rồi, đường truyền hơi mạnh nhưng vẫn là các cầu thủ áo trắng. Vũ Tiến Long, rất tốt. Võ Minh Trọng, tốc độ nhập cuộc của các cầu thủ U19 Việt Nam là rất nhanh. Hiểu rõ được ý đồ của huấn luyện viên Philippe Troussier, đó là muốn các học trò của mình chơi tấn công phủ đầu. Rồi, không vào. Bóng đã cắt ngang mặt khung thành của đảo Guam. Pha xử lý của Huỳnh Công Đến.
thì chúng tôi đã giới thiệu thì Huỳnh Công Đến, cầu thủ áo số 8 cùng với đội trưởng số 3 Trần Quang Thịnh là hai cầu thủ được huấn luyện viên Philippe Trussier giữ lại so với trận đấu ra quân gặp U19 Mông Cổ. Minh Trọng, pha bật tường, trọng tài xác định là tình huống phạm lỗi của các cầu thủ Quam. Huỳnh Công Đến, Đức Hoàng, ngày hôm nay có một điều mà chúng tôi sẽ chắc chắn rằng đó là bóng sẽ hầu hết lăn trên phần sân của các cầu thủ U19 đảo Quam. Xét về đẳng cấp thì rõ ràng có một sự chênh lệch đáng kể, và đơn giản đó là U19 đảo Quam bị đánh giá là đội bóng yếu nhất của bảng J này. Quan trọng là ngày hôm nay các học trò huấn luyện viên Philippe Trussier sẽ thể hiện như thế nào. Minh Trọng đưa bóng vào, rồi cú đá ngay, bóng sượt cột dọc khung thành. Cú đá của Tấn Thành, đấu chỉ mới bước sang phút thứ tư nhưng các cầu thủ U19 Việt Nam đã tạo ra ít nhất là hai cơ hội có thể có bàn thắng. Rồi Kuzuka, bàn thắng đến từ rất sớm và người lập công đó là Hữu Nam. Goal for Việt Nam number 19 by player number 19 Hữu Nam. Ngay sau bàn thắng thì Hữu Nam và các đồng đội của mình đã nhận ngay chiếc áo số 9 của Kim Nhật. Kim Nhật đã gặp chấn thương nặng và đã không được đăng ký danh sách ngày hôm nay. Đó là một hành động rất đẹp mà các đồng đội dành cho Kim Nhật. Một hành động mà chúng ta thấy được là sự kết nối, sự đoàn kết trong ngay cả bản thân của cầu thủ U19 Việt Nam. Một khởi đầu rất sáng dành cho đội chủ nhà. Để một cơ hội, cú sút chưa có bàn thắng, vẫn còn, đã có lỗi việt vị của các cầu thủ U19 Việt Nam. Ngày hôm nay hứa hẹn rằng các khán giả trực tiếp đến sân vận động Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh theo dõi trận đấu này cũng như là các khán giả theo dõi qua sóng truyền hình trực tiếp sẽ được chứng kiến một bữa tiệc bàn thắng dành cho các học trò của huấn luyện viên Philippe Trussier. Đây có thể xem là một buổi tập dứt điểm dành cho đội chủ nhà. Một bước đệm rất quan trọng để U19 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng gặp U19 Nhật Bản. Trận đấu quyết định đến ngôi Nhật Bản J này. Đó là cú dứt điểm trúng mục tiêu đầu tiên của các cầu thủ U19 Quam. Người vừa tung cú đá đó là số 9 Jacob McDonald. Một phút mất tập trung của các cầu thủ áo trắng. Rất khoảng Minh Trọng, có rất nhiều thời gian và khoảng trống nhưng Minh Trọng vừa rồi lại dứt điểm đi ra ngoài. Tốc độ vẫn đang được các học trò huấn luyện viên Philippe Trussier đẩy nhanh qua phần sân của đối phương. Tiến Long, bóng đài được dùng khá nhiều sang cánh trái của Minh Trọng.
sự chính xác tuyệt đối từ những đường truyền của các cầu thủ 19 Việt Nam. Đây là Văn Hữu. Rất tốt. Vẫn chưa thể đưa được bóng vào trong. Trước một đối thủ yếu hơn hẳn thì rõ ràng các học trò huấn luyện viên Philippe Jouzier sẽ cần phải thật sự chắc chắn và quyết đoán trong những pha xử lý của mình, và họ cũng phải kiên nhẫn, và ngoài ra còn là sự chắc chiều với những cơ hội mà mình tạo ra. Đảo Quam từ thế kỷ thứ 16 là một thuộc địa của Tây Ban Nha, và người đã có công phát hiện ra đảo Quam đó là nhà thám hiểm lừng danh người Bồ Đào Nha, đó là Ferdinand Magellan. Nhưng vào thế kỷ thứ 19 thì quần đảo này, đảo Quam đã thuộc về cho nước Mỹ. Và phát bóng không đến được vị trí của Hữu Nam, người đã mở tỷ số của trận đấu. Sau bàn thua thì các cầu thủ khách đã phần nào làm chủ được phần sân nhà của mình. Và tạt bóng khá nguy hiểm và sẽ có phạt góc dành cho U19 Guam. Đó là pha xử lý của số 17 Mika Thomas Hennigan. Ngày hôm nay ngoài việc đặt mục tiêu cho các học trò của mình phải ghi thật nhiều bàn thắng, thì huấn luyện viên Philippe Jouzier có lẽ cũng sẽ không muốn các học trò của mình phải nhận bàn thua trước một đối thủ yếu như là U19 Guam. Đây là Hữu Nam. Nam đang chơi khá rộng ở trên sân. Mình công đến Văn Hữu. Mình công đến Đinh Trọng. Về tỷ lệ kiểm soát bóng ở những phút vừa qua 83% dành cho U19 Việt Nam, bởi vì đơn giản là bóng chủ yếu đang lăn trên phần sân của U19 Guam và quyền kiểm soát bóng của các cầu thủ áo trắng là vượt trội. Văn Hữu.
Minh Trọng, Tiến Long. Không có lỗi việt vị. Sẽ có phạt góc cho U19 Việt Nam. Trọng tài người Uzbekistan Aziz Asimov và xoay trở rất khéo léo của Huỳnh Công Đến. Trọng tài Aziz Asimov cũng chính xác khi đã không thổi phạt đền đối với các cầu thủ U19 của Hàm. Người đã thực hiện tình huống tắt bóng đó là trung vệ số 5 Ethan Ewell. Mình không đến. Rồi đã có tình huống nhảy lên để tránh tình huống tắt bóng của đối phương. Không đến. Rất thoáng, Minh Trọng. Trọng tài phất cờ hơi chậm với tình huống việt vị của Minh Trọng. Cho các cầu thủ áo xanh đậm. Vừa rồi người phạm lỗi đó là đội trưởng Quang Thịnh. Người đang đá cao nhất trên hàng công của U19 Việt Nam đó là cầu thủ áo số 11 Đỗ Tấn Thành. Không đến. Sự chính xác trong những pha xử lý cuối cùng của các cầu thủ U19 Việt Nam đang chưa thực sự tốt. Chính vì thế trong những tình huống cần phải tấn công nhanh và xử lý bước một nhân nhuyễn để vượt qua cầu thủ đối phương thì các học trò của huấn luyện viên Philippe Jouzier vẫn chưa thực sự làm tốt ở khâu này.
sau bàn thắng mở tỷ số của Hữu Nam thì các cầu thủ U19 Việt Nam gây sức ép chưa đủ để khiến cho U19 Hòa Hầm phải bối rối và gặp sức ép. Thậm chí họ còn có thời gian để chỉnh đốn lại cự ly đội hình và đang có được một thế trận phòng ngự khá chắc chắn trên phần sân nhà. Sở hữu thể hình cao lớn cũng là một lợi thế dành cho U19 Hòa Hầm. Nhưng trên hết, các cầu thủ U19 Việt Nam có được thứ vũ khí rất lợi hại, đó là tốc độ và sự nhanh nhẹn. Họ cần phải phát huy hết những thế mạnh của mình với sự chính xác cao hơn ở những pha xử lý cuối cùng, đặc biệt là những tình huống bật nhã để thoát pressing. Gần 20 phút của trận đấu đã trôi qua và tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về cho U19 Việt Nam với bàn thắng ở phút thứ 5 của Nguyễn Hữu Nam. Nhưng phải nhìn nhận rằng bàn thắng mở tỷ số của Hữu Nam đến từ một tình huống đột phá cá nhân chứ chưa phải là một tình huống phối hợp mang tính đồng đội. Đó là điều mà người hâm mộ đang có mặt ở sân vận động Thống Nhất cũng như là người hâm mộ đang theo dõi trực tiếp trận đấu này rất muốn thấy từ các cầu thủ của huấn luyện viên Philippe Jouzier. Và phối hợp đá phạt bên cánh phải, đưa bóng vào. Vẫn là sự thiếu chính xác từ những pha xử lý cuối cùng của các cầu thủ áo trắng. Người đã thực hiện đường tạt bóng vào trong đó là số 15 Phạm Văn Hữu. Từ đầu trận của các cầu thủ U19 Việt Nam. Công đến đang là người điều phối lối chơi của U19 Việt Nam hiện tại. Hữu Nam. Văn Hữu. Minh Trọng. Không được. Cần phải phát huy thật nhiều những tình huống đi bóng sát xuống đáy biên như vừa rồi của Minh Trọng. Và ngoài ra thì các đồng đội ở phía trong cũng phải cần chọn cho mình vị trí thật sự thuận lợi để có thể nhận bóng và cũng có thể mở ra những khoảng trống cho các đồng đội của mình đưa bóng vào trong. Cú sút ngay. Cú sút của Đức Hoàng. Thank you.
chưa thực sự thấy được sự nhuần nhuyễn đến từ các cầu thủ áo trắng ở những phút vừa qua. Sự hưng phấn ở những phút đầu lại đang không được các cầu thủ của huấn luyện viên Philippe Troussier thể hiện ở những phút hiện tại. Müller không được là các bóng của Tiến Long. Văn Hữu, đây là Quốc Đạt. Vẫn là Quốc Đạt buộc phải trả bóng trở lại. Phải nhìn nhận một điều rằng cách luân chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công của cầu thủ U19 Việt Nam vẫn chưa tạo ra đủ sức ép cho các cầu thủ đảo Quam. Minh Trọng, vẫn còn Đức Hoàng. Tình huống phạm lỗi của cầu thủ U19 Guam và phạm lỗi của số 6 Quindache Junior. Minh Trọng, công đến Văn Hữu, và chuyền bóng quá bất cẩn của thủ môn Văn Chuẩn. Và tiếp đến là một pha khống chế bóng không thực sự an tâm một chút nào. Cần phải thấy rằng ngày hôm nay với ý đồ để cho tất cả các cầu thủ của U19 Việt Nam có cảm giác ra sân, thì huấn luyện viên Philippe Troussier đã quyết định tung gần như toàn bộ những cầu thủ dự bị ở trận đấu trước gặp U19 Mông Cổ vào sân đá chính ngay từ đầu ngày hôm nay. Ở lứa tuổi vẫn còn rất trẻ như với các em U19 thì việc có được cảm giác ra sân thi đấu ở một giải đấu lớn và đặc biệt là một giải đấu được tổ chức ở trên sân nhà thì đó sẽ là một cơ hội rất tốt để cho các em có thêm được sự tự tin. Nhưng vấn đề gì cũng có hai mặt của vấn đề. Khi mà các cầu thủ U19 Việt Nam, đặc biệt là những cầu thủ dự bị, ngày hôm nay chỉ mới là trận đấu đầu tiên của họ, thì cảm giác bóng sẽ thật sự không tốt. Không đến được chân của số 11 mà phía trong là Tấn Thành. Đó có thể xem là cơ hội rõ nét nhất trong khoảng 20 phút vừa qua của hiệp 1 dành cho U19 Việt Nam. Người đã thực hiện đường tình huống đột phá và đưa bóng vào trong đó là số 15 Văn Hữu. Rất có thể với huấn luyện viên người Pháp Philippe Troussier thì ông cũng muốn các cầu thủ trụ cột của đội bóng có được thể lực tốt nhất để dành cho trận đấu cuối cùng, trận đấu quyết định gặp U19 Nhật Bản. Cơ hội rất đơn giản và tỷ số là 2-0. Cuối cùng thì tiền đạo số 11 Tấn Thành cũng đã tìm cho mình được khoảng trống trong vòng 16-50 của đối phương. Một tình huống xử lý không phải chịu như áp lực và Tấn Thành đã nâng tỷ số lên 2-0. Một pha xử lý rất gọn gàng.
Bàn thắng của Tấn Thành đến là phút thứ 28. Bây giờ thì cách biệt đã là 2 bàn. Và khi mà các cầu thủ trẻ của Việt Nam đã cởi bỏ được áp lực tâm lý thì đây sẽ là cơ hội và thời cơ để họ có thêm sự bùng nổ. Cú sút rất nguy hiểm. Và bàn xuống và dứt điểm là của số 9 Jacob McDonald. Tình huống cảnh báo rất có trọng lượng của các cầu thủ U19 của Hàm. Nếu như có được một bàn thắng vào lưới của U19 Việt Nam ngày hôm nay thì đó có thể xem là một thành công của U19 của Hàm. Và đó cũng là một điều khích lệ rất lớn cho đội bóng này. Chắc chắn với những đối thủ không đặt nặng vấn đề thành tích như U19 của Hàm thì việc so tài với họ không thể bị xem nhẹ. Họ có thể sẽ thi đấu hết sức mình vì màu cờ sắc áo và vì danh dự. Khi đó thì tất cả các cầu thủ U19 của Hàm sẽ thi đấu 100% sức của mình. Và chúng ta cũng đã phần nào thấy được điều đó ở những phút vừa qua của hiệp 1. Họ hoàn toàn không muốn để bị lép vế trước đội chủ nhà. Lỗi của Christian Kido. Dù đang chơi với một khí thế rất cao nhưng cũng giống như trận đấu ra quân gặp U19 Mông Cổ thì hiện tại các cầu thủ U19 Việt Nam cũng đang cần thời gian để có thể thích nghi, đặc biệt là ở mặt tâm lý. Chúng ta cùng xem cơ hội này. Đưa bóng vào. 3-0. 3-0 cho các cầu thủ U19 Việt Nam. Và người lập công đó là Quốc Đạt. Chỉ 4 phút sau bàn nâng tỷ số lên 2-0 thì Quốc Đạt đã có bàn thắng thứ 3 cho U19 Việt Nam. Người đã thực hiện đường kiến tạo đó là Hữu Nam. Gần như ở tình huống vừa qua thì hàng thủ của U19 Quam đã không còn đủ sức để theo kịp pha lên bóng tốc độ của Hữu Nam ở bên cánh trái. Là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút thứ 28 của Tấn Thành đã cởi bỏ đi rất nhiều những gánh nặng về tâm lý dành cho các học trò huấn luyện viên Philippe Jouzier. Đó mới chính là bàn thắng bước ngoặt theo như nhận định của chúng tôi, chứ không phải là bàn mở tỷ số của Hữu Nam. Một sai lầm của Quang Văn Trường. Bàn thắng đầu tiên của các cầu thủ U19 Quam tại giải đấu lần này. Một sai lầm của thủ môn U19 Việt Nam. Và người lập công đó là số 9 Jacob McDonald. Rõ ràng là áp lực tâm lý đã buộc thủ môn Quang Văn Trưởng mắc sai lầm. Xin được nhắc lại, đây là sai lầm mang tính chất tâm lý chứ không phải là về yếu tố chuyên môn. Chỉ một thoáng mất tập trung, chúng ta thấy là U19 Việt Nam đã phải trả giá với bàn thua đầu tiên tại giải đấu lần này, một bàn thua không thực sự đáng có.
ngay cả vị trí thủ môn của Quang Văn Chuẩn không phải chịu nhiều sức ép của đối phương kể từ đầu trận, không phải đối diện với những tình huống dứt điểm nguy hiểm, nhưng có lẽ áp lực khi lần đầu tiên bước ra một giải đấu lớn, một giải đấu mang tầm châu lục và thậm chí là chơi trên sân nhà, đó vô hình chung lại là những áp lực đè nặng lên vai các cầu thủ trẻ. Rõ ràng chúng ta không hoài nghi về chất lượng chuyên môn của những tuyển thủ U19 hiện tại. Họ đều là những cá nhân ưu tú ở lứa tuổi của mình. Khi được đích thân huấn luyện viên đẳng cấp và dày dạn kinh nghiệm như Philippe Troussier lựa chọn, và với triết lý từ đội tuyển quốc gia Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo, cách xây dựng đội hình, xây dựng chiến thuật và cách sử dụng con người, huấn luyện viên Philippe Troussier cũng áp dụng khá tương đồng, thì đó đều là những cá nhân hoàn toàn phù hợp với triết lý của huấn luyện viên người Pháp. Có chăng những sự vấp váp và những phút vừa qua chỉ là những yếu tố về mặt tâm lý mà thôi. McDonald để so về hiệu số thì U19 Việt Nam sẽ rất khó có thể sánh được với U19 Nhật Bản, và vừa rồi lại có thêm một cú dứt điểm nguy hiểm nữa của U19 Đào Quam. Đang có những sự chệch choạc nhất định trong cách chơi của các cầu thủ U19 Việt Nam sau bàn thua vừa qua. Có lẽ bàn thua đó cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý của các cầu thủ trẻ huấn luyện viên Philippe Troussier. Bây giờ chúng ta sẽ phải chờ xem là các cầu thủ U19 Việt Nam sẽ giải quyết được gánh nặng tâm lý này như thế nào. Đó là cú đá của số 15 Chagualov. Đây là Tấn Thành. Văn Hữu. Tấn Thành. Minh Trọng. Phạt góc cho U19 Việt Nam.
Phút thứ 40, màn so tài giữa U19 Việt Nam và U19 Guam, tỷ số đang là 3-1 nghiêng về cho đội chủ nhà. 3 bàn thắng đến thời điểm hiện tại của U19 Việt Nam do công của số 19 Hữu Nam là phút thứ 5, số 11 Đỗ Tấn Thành là phút thứ 28 và số 5 là Quốc Đạt ở phút thứ 32. Và bàn gỡ của các cầu thủ U19 Guam đến là phút thứ 33 do công của số 9 Jacob McDonald. Đến những phút cuối của hiệp đấu đầu tiên này thì các cầu thủ U19 Việt Nam cũng còn không còn duy trì được áp lực đủ tốt lên phần sân của đối phương và đang để cho U19 Guam kiểm soát bóng khá nhiều. Các cầu thủ U19 Guam chắc chắn với bàn thắng vừa qua, bàn thắng đầu tiên tại vòng loại lần này, sẽ mang lại một sự khích lệ rất lớn về mặt tinh thần cho họ. Phạm lỗi của số 3 là Noah Muller. Cú sút này có lẽ đó là cú sút của Quốc Đạt. Minh Trọng không có nhiều lựa chọn cho Minh Trọng ở tình huống xử lý vừa qua. Chỉ có hai chiếc áo trắng ở trong vòng 16-50 của U19 Guam đối diện với 5 cầu thủ áo xanh và 2 cầu thủ áo trắng ở trong vòng 16-50 của đối phương cũng không thực sự lựa chọn cho mình vị trí phù hợp để nhận bóng của Minh Trọng. Đó có lẽ là một vấn đề mà huấn luyện viên Philippe Trezeguet sẽ cần phải cải thiện cho các học trò của mình. Không đến, không, đó là pha xử lý của Văn Hữu. Cá bóng của Tiến Long. Dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều nhưng đến thời điểm hiện tại các cầu thủ U19 Guam cũng đang cho thấy được tinh thần chiến đấu rất cao của mình và họ cũng đang gây nhiều khó khăn cho đội chủ nhà với những tình huống pressing, những tình huống áp sát rất quyết liệt. Và ở phía ngược lại thì các cầu thủ U19 Việt Nam cũng đang gặp nhiều khó khăn để thoát khỏi cách chơi pressing của đối phương, cách giữ cự ly đội hình, giữ cự ly các vị trí trong những quá trình chuyển đổi từ phòng ngự sang phản công, phòng ngự sang tấn công cũng chưa thật sự ấn tượng đến từ các học trò của huấn luyện viên Philippe Trezeguet.
kể từ sau giải đấu gây thất vọng, giải đấu U19 Đông Nam Á, thì với sự chia tay của huấn luyện viên Hoàng Tuấn thì U19 Việt Nam đã đón nhận vị thuyền trưởng mới cho mình, đó là huấn luyện viên Philippe Trouzier. Và từ sơ đồ 4-5-1 và 4-4-2 của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, U19 Việt Nam đã chuyển đổi sang sơ đồ chơi với 3 trung vệ, và cụ thể là 3-5-2 và 3-4-3 chỉ trong một thời gian ngắn. Một trong những vấn đề nổi bật mà chúng ta có thể nhận thấy được khi chuyển đổi sơ đồ chiến thuật, đó là cầu thủ U19 Việt Nam chưa thể duy trì được khối đội hình. Và phản công nhanh cho U19 Việt Nam. Hữu Nam. Có thể xem số 19 Hữu Nam là cầu thủ chơi nổi bật nhất trong hiệp 1 của cầu thủ U19 Việt Nam. Văn Hữu đưa bóng vào, không có một chiếc áo trắng nào ở phía trong, nhưng vẫn là cầu thủ Việt Nam Minh Trọng. Minh Trọng, những giây cuối cùng, những giây bù giờ cuối cùng của hiệp 1. Như vậy đúng lúc này thì trọng tài người Uzbekistan Aziz Asimov đã cho hiệp đấu đầu tiên giữa U19 Việt Nam và U19 Guam kết thúc. Sau 45 phút chính thức đầu tiên của trận đấu thì các cầu thủ U19 Việt Nam đang tạm thời dẫn trước với tỷ số 3-1 nhờ 3 pha lập công của Hữu Nam, Tấn Thành và Quốc Đạt. Trong khi bàn thắng duy nhất đến thời điểm hiện tại của các cầu thủ U19 Guam do công của Jacob McDonald đến từ sai lầm của thủ môn Quang Văn Chuẩn. Chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ phút trước khi cùng quay trở lại để theo dõi hiệp đấu thứ hai.
Tôi hài lòng với chiến thắng của toàn đội. Đây chỉ là giao hữu, nhưng đó là trận giao hữu với câu lạc bộ mạnh của nền bóng đá hàng đầu châu Âu. Tôi tin trận đấu này sẽ củng cố nhiều sự tự tin cho các cầu thủ. Sau trận, tôi còn nói chuyện với đội trưởng Sarajevo. Cậu ta chúc mừng chúng tôi, bảo đội bóng của chúng tôi thực sự chơi bóng chứ không chỉ đá giao hữu. Điều đó chứng tỏ trận này với họ rất quan trọng. Cậu ấy thừa nhận Sarajevo chỉ có vài cá nhân tạo được đột biến. Một đội bóng như thế, nếu gặp những đội chơi tập thể như U19 Việt Nam, thì nhiều khả năng sẽ thất bại. Điều tôi hài lòng nhất ở các học trò chính là trước một đối thủ to cao tới từ châu Âu, cầu thủ U19 Việt Nam đã chơi tốt, không sợ hãi, đồng bộ, chặt chẽ, mạnh mẽ và không hề do dự suốt 90 phút. Họ đã tiến bộ hơn nhiều so với 3 tuần trước. Phải nói thật là, mỗi khi tôi ra sân tập, tôi thấy họ tự tin hơn, giàu tinh thần chiến đấu hơn, thoải mái hơn. Họ tiến bộ từng bước, các cầu thủ đã sẵn sàng cho trận mở màn gặp Mông Cổ tại vòng loại U19 châu Á 2020. Tôi tin chiến thắng trước Mông Cổ sẽ củng cố thêm sự tự tin cho các cầu thủ. Thực lòng vào lúc này, tôi chưa muốn ra quyết định cuối cùng về danh sách đội U19 Việt Nam. Tôi muốn giữ kín điều này trước khi vòng loại U19 châu Á 2020 bắt đầu. Có thể tôi sẽ chốt danh sách vào ngày 3 tháng 1 tới đây. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với sân vận động Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi hiệp đấu thứ hai màn so tài giữa U19 Việt Nam và U19 Guam. Ở đầu hiệp 2 này thì chúng tôi nhận thấy là cả hai đội bóng đều có sự thay đổi người. Nguyễn Thanh Khôi
Ở U19 Việt Nam có sự thay đổi cầu thủ, cầu thủ số 12 Nguyễn Thanh Khôi vào sân thay cho cầu thủ số 16 Ngô Đức Hoàng. Trong khi với các cầu thủ U19 Guam đã thay cầu thủ mang áo số 5 đó là Ethan Ewell, và vào thay đó là số 22 Emilio Barbota. Còn bên phía U19 Việt Nam, chúng ta cùng xem pha bóng này. Cơ hội đầu tiên ở đầu vai cho cầu thủ U19 Việt Nam, không vào. Người thoát xuống vừa rồi có lẽ là số 11 Tấn Thành. Nguyễn Thành Khôi là người đã được đưa vào sân ở đầu hiệp 2 thay cho số 16 là Ngô Đức Hoàng. Nguyễn Thành Khôi chính là người đã ghi bàn đầu tiên cho U19 Việt Nam tại vòng loại U19 châu Á bảng J. Đó là một cú sút xa ở rìa vòng 16m50 vào lưới của U19 Mông Cổ. Thành Khôi cũng là cầu thủ duy nhất thuộc lò đào tạo. Thành Khôi cũng là cầu thủ duy nhất thuộc lò đào tạo của Hoàng Gia Lai ở đợt tập trung lần này. Hy vọng rằng với sự xuất hiện của Thanh Khôi ở khu vực giữa sân thì U19 Việt Nam sẽ có thể kiểm soát thật tốt khu vực trung tuyến, một điều mà họ đã làm chưa tốt ở hiệp đấu vừa qua. Đã có thời điểm mà các cầu thủ U19 Việt Nam đã có phần trùng xuống và không thể kiểm soát tốt khu trung tuyến, và đặc biệt là khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công là chưa thật sự nhuần nhuyễn, đã khiến cho đội chủ nhà bị mất thế trận. Và U19 Guam cũng đã tận dụng thời cơ này để có được cho mình bàn thắng đầu tiên ở đợt vòng loại U19 châu Á năm 2020. Ba cầu thủ đã ghi bàn cho U19 Việt Nam ở hiệp đấu đầu tiên đó là Hữu Nam, Tấn Thành và Quốc Đạt. Bàn thắng duy nhất đến thời điểm này của U19 Guam do công của Jacob McDonald. Rất tốt. Đó là Hennigan. Và mở cánh dành cho Văn Hữu. Pha xử lý rất tỉnh táo của trung vệ mặc áo số 4 là Simon. Công đến Văn Hữu. Pha đá bóng của Văn Hữu. Cú sút ngay. Đó là cú đá của Quốc Đạt, người đã nâng tỷ số lên 3-0 ở hiệp đấu đầu tiên. Chỉnh thức ngắm trong những pha dứt điểm cuối cùng cũng là một vấn đề mà U19 Việt Nam sẽ cần phải cải thiện. Nếu như biết chắc chiều thì ở trận đấu ra quân gặp U19 Mông Cổ, đội bóng huấn luyện viên Philippe Trujillo có lẽ đã thắng đậm hơn, chứ không chỉ dừng lại là chiến thắng với cách biệt 3 bàn. Simon. Bóng đến chân của Hennigan. Không như vậy, người đã đi bóng hơi dài vừa rồi đó là Kido.
Kido là một trong hai cầu thủ đang chơi cao nhất trên hàng công của U19 Guam cùng với số 9 McDonald. Ở trận đấu ngày hôm nay thì huấn luyện viên người Úc Khan Dennis Dodd của U19 Guam áp dụng sơ đồ 5-3-2. Thanh Khôi công đến, Thanh Khôi, Văn Hữu, trọng tài xác định bóng chạm vào người của Quốc Đạt đi hết đường biên ngang. Quốc Đạt cùng với Tấn Thành đang là hai cầu thủ đá trên hàng công của U19 Việt Nam. Văn Hữu đã có tình huống phạm lỗi của số 2 McKenna. Kể từ đầu trận đấu đến thời điểm này thì cầu thủ Mao số 15 Phạm Văn Hữu của U19 Việt Nam vẫn đang chơi rất năng nổ. Văn Hữu là cầu thủ của lò đào tạo SHB Đà Nẵng. Một pha phán đoán không tốt của Tiến Long. Ba trung vệ mà huấn luyện viên Philippe Trugier đang sử dụng đó là đội trưởng số 3 Quang Thịnh, số 4 Tiến Long và số 13 là Ngọc Sơn. Ở hai biên, ở bên trái sẽ là số 20 Minh Trọng và bên phải là số 15 Văn Hữu. Bộ ba tiền vệ trung tâm của U19 Việt Nam đang là Huỳnh Công Đến, Thanh Khôi và Hữu Nam. Cơ hội trọng tài chính xác định đó là lỗi việt vị của các cầu thủ áo trắng. Không như vậy, đó là tình huống mà bóng đã chạm tay của cầu thủ U19 Việt Nam. Thanh Khôi không có lỗi việt vị nhưng đó là pha tiếp bóng không tốt. Pha xử lý bóng là của số 5 Quốc Đạt. Hữu Nam, Hữu
Sự có mặt của Thanh Khôi ở khu vực trung tuyến cũng đang giúp cho U19 Việt Nam có được một thế trận tốt hơn ở khu vực giữa sân. Văn Hữu, vẫn là Văn Hữu, bóng đã chạm tay của số 15. Simon. Trọng tài xác định đó là lỗi của Thanh Khôi. Đến lúc này thì trọng tài Aziz Asimov người Uzbekistan vẫn chưa rút ra một chiếc thẻ phạt nào. Uzbekistan cũng chính là chủ nhà của vòng chung kết U20 châu Á năm 2020. Ở đợt vòng loại U19 châu Á năm 2020 lần này có tổng cộng 11 bảng đấu. Và theo điều lệ của Liên đoàn bóng đá châu Á thì 11 đội đứng đầu bảng sẽ giành vé trực tiếp. Ngoài ra sẽ là 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Và cùng với đội chủ nhà là U19 Uzbekistan sẽ là tổng cộng 16 đội tham dự vòng chung kết. Vẫn chưa phải là những tình huống tiếp bóng thật tốt ở những cầu thủ đá cao nhất trên hàng công. Trọng tài đã phất cờ báo lỗi viện vị. Không như vậy đó là tình huống trọng tài xác định đã có lỗi của các cầu thủ U19 Guam. Một pha phối hợp rất đáng chú ý của các cầu thủ áo xanh. Và tiếp tục là sự thay đổi người thứ hai từ đầu trận của huấn luyện viên Philippe Jouzier. Cầu thủ rời sân đó là số 11 Đỗ Tấn Thành, người đã nâng tỷ số lên 2-0 trong hiệp đấu đầu tiên. Và vào thay đó là Mạnh Quỳnh. Mạnh Quỳnh là tiền đạo của U19 Sông Lam Nghệ An. Mạnh Quỳnh, Văn Hữu, đường trả ngược bóng cho tuyến hai, nhưng rõ ràng là các cầu thủ tiền vệ của U19 Việt Nam chưa theo kịp được tốc độ lên bóng của các đồng đội. Vẫn còn, đây là Văn Hữu. Công đến, pha xử lý của Công đến, bật tường với Mạnh Quỳnh, không được. Thanh Khôi, đường chuyền rất hay, Văn Hữu được bóng vào.
vẫn là một chút gì đó hơi chậm nhịp ở tình huống thoát xuống của Văn Hữu. Có lẽ sau khoảng thời gian hoạt động hết công suất ở hành lang cánh phải của 19 Việt Nam, và đặc biệt là cách đây ít giây thì Văn Hữu đã có một tình huống thoát xuống bên cánh phải, đã khiến cho cầu thủ số 15 của 19 Việt Nam không còn giữ được thể lực của mình, đã có phần bị hụt hơi từ pha băng xuống vừa qua của Văn Hữu. Hữu Nam rất thoáng, Minh Trọng, pha đưa bóng hơi sâu của Minh Trọng. U19 Guam có sự thay đổi người thứ hai. Cầu thủ vào sân đó là số 10 Grayson Arthur, và rời sân đó là số 19 Christian Kido. Văn Hữu. Văn Hữu vẫn đang hoạt động rất miệt mài bên cánh phải. Một quả đá biên cho U19 Việt Nam. Hơn 15 phút của hiệp 2 đã trôi qua và tỷ số vẫn chưa có sự thay đổi so với hiệp đấu đầu tiên. Công đến. Công đến. Cú sút xa. Có nhiều khoảng trống và thời gian nhưng công đến lại không có được sự chính xác cao. Bóng vào chân của U19 Guam. Đây là Chagulov. Vẫn là Chagulov. Thanh Khôi. Đường mở cánh của Văn Hữu cho Minh Trọng. Khá khó hiểu cho những tình huống đưa bóng ở những phút vừa qua của Minh Trọng, một trong những gương mặt đã chơi rất nổi bật ở hiệp đấu đầu tiên. Ở hiệp 1 thì Minh Trọng, cầu thủ áo số 20, thường xuyên có những tình huống dâng cao bên hành lang cánh trái để phối hợp với số 19 Hữu Nam để gây sức ép rất tốt cho đối phương. Nhưng ở những phút vừa qua đó là liên tiếp hai quả tạt không thực sự ấn tượng của cầu thủ này. Một quả đá phạt cho U19 Guam. Cho bóng đang là tiền đạo Jacob McDonald. Hiện tại trên bảng xếp hạng FIFA thì đội tuyển quốc gia đảo Guam hiện đang giữ vị trí số 196. Một sự cách biệt rất rõ
đối với bóng đá Việt Nam. Hiện tại đội tuyển quốc gia Việt Nam đang nằm trong top 100 của bảng xếp hạng FIFA. Và cụ thể đó là vị trí số 97. Cơ hội Văn Hữu. Có lẽ cầu thủ số 15 của U19 Việt Nam đã không còn duy trì được nền tảng thể lực thật sung mãn cho những pha xử lý quyết định. Và bắt bóng chính xác của thủ môn Stenson. Đang có đến hai cầu thủ U19 Việt Nam phải nằm sân. Đó là trung vệ số 13 Ngọc Sơn. Và cầu thủ mang áo số 5 đó là Quốc Đạt. Với Ngọc Sơn thì chúng ta thấy đã có dấu hiệu căng cơ. Đó là dấu hiệu cho thấy giới hạn thể lực của các cầu thủ U19 Việt Nam. Còn với Quốc Đạt thì đó là tình huống va chạm với cầu thủ của U19 Guam. Như chúng ta đã vừa được theo dõi pha quay chậm. Cầu thủ mau số 13 Ngọc Sơn là cầu thủ của lò đào tạo PVF. Ngọc Sơn cũng là đại diện duy nhất của lò đào tạo PVF ở đợt tập trung đội tuyển U19 Việt Nam lần này. Cũng rất giống với trường hợp của Thanh Khôi của lò đào tạo Hoàng Gia Lai. Có khá nhiều những đại diện đến từ những lò đào tạo danh tiếng của bóng đá Việt Nam mà huấn luyện viên Philippe Jouzier đã đặt niềm tin tại giải đấu lần này, như Hà Nội, Viettel, Phú Hiến, SHB Đà Nẵng, Sông Lam, Nghệ An, và kể cả có đại diện của Công an Nhân dân. Đây đã là phút thứ 70 màn so tài U19 Việt Nam và U19 Guam ở lượt trận thứ hai bảng J vòng loại U19 châu Á năm 2020. Tỷ số vẫn đang là 3-1. Công đến.
Đứng trước bóng đang là số 19 Hữu Nam và số 12 Thanh Khôi. Như vậy trọng tài Asimov đã rút ra chiếc vàng đầu tiên dành cho cầu thủ số 8, đó là Kileko Halehale của U19 Guam. Chúng ta sẽ chờ xem là U19 Việt Nam sẽ lựa chọn phương án đá phạt như thế nào. Hai góc đá, hai phương án. Đó là cú đá thẳng của Hữu Nam nhưng không thể gây khó cho thủ môn Stenson. Thanh Khôi. Pha xử lý hơi mạo hiểm của đội trưởng Quang Thịnh. Quang Thịnh chính là đại diện của đội bóng Công an Nhân dân ở đội tuyển U19 Việt Nam. Lỗi việt vị. Việt vị thứ tư kể từ đầu trận của các cầu thủ U19 Việt Nam. Nó cũng cho thấy là các cầu thủ U19 Guam cũng đã có sự nghiên cứu rất kỹ về lối đá của U19 Việt Nam và cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về những phương án phòng ngự trong trận đấu này. Thanh Khôi, đây là công đến và phản công nhanh, không được. Người vừa không thể nhận bóng đó là Mạnh Quỳnh. Minh Trọng, Mạnh Quỳnh, Quỳnh công đến. Văn Hữu, bây giờ thì đến lượt số 15 Văn Hữu bị căng cơ. Thể lực của số 15 bên phía U19 Việt Nam đã đi xuống đáng kể sau liên tiếp những tình huống tăng tốc bên hành lang cánh phải. Rõ ràng việc vận hành sơ đồ chiến thuật 3-5-2 hay 3-4-3 đòi hỏi một nền tảng thể lực rất dồi dào đến từ các cầu thủ. Khi mà huấn luyện viên Philippe Troussier tự nhận mình là trợ lý của huấn luyện viên Park Hang-seo và cũng áp dụng lối đá đặc trưng của vị huấn luyện viên người Hàn Quốc, đó là sơ đồ 3 trung vệ, thì những yếu tố cần thiết để vận hành sơ đồ này cũng phải tương đồng như nhau. Đầu tiên đó phải là một nền tảng thể lực thật dồi dào để liên tục luân chuyển sơ đồ chiến thuật theo những hình khối để có thể chuyển trạng thái thật nhanh. Hiện tại thì với bộ phận trợ lý của huấn luyện viên người Pháp Philippe Troussier ở đội tuyển U19 Việt Nam đang có đến hai huấn luyện viên thể lực, nhưng rõ ràng chỉ trong một thời gian ngắn khi huấn luyện viên người Pháp đến làm việc thì sẽ cần phải có thêm thời gian. Chưa có thêm bàn thắng cho U19 Việt Nam. Cơ hội dành cho Huỳnh Công đến.
Thanh Khôi. Rất tốt, Hữu Nam. Vẫn chưa có điểm cắt ở trong khu vực 16-50 của U19 Guam. Đó là vấn đề mà có lẽ nhiều người hâm mộ cũng đã thấy được ngay cả trong trận đấu ra quân gặp U19 Mông Cổ, và vẫn chưa thực sự có nhiều chuyển biến tích cực về khía cạnh này. Cách luồng chuyển bóng từ khu vực trung lộ ra hai biên là khá tốt, nhưng điều mà U19 Việt Nam đang cần đó là một cầu thủ tạo ra điểm cắt ở phía trong thì họ vẫn chưa làm được. Văn Hữu. Có lẽ hiện tại khi chỉ còn lại một lá phiếu thay người thì huấn luyện viên Philippe Trezeguet sẽ cần phải quan sát thật kỹ để đưa ra được quyết định cuối cùng. Huỳnh Công Đến. Rất tốt, và qua người của Công Đến. McDonald. Ngay lập tức là tình huống quay về tranh cướp bóng rất nhanh của số 9 Jacob McDonald. Phải nhìn nhận rằng ý thức chiến thuật của các cầu thủ U19 Guam cũng là khá ấn tượng. Ngay sau khi để mất bóng thì cầu thủ đó phải ngay lập tức lùi về để tham gia tình huống tranh chấp để đoạt lại bóng. Một cầu thủ của U19 Guam cũng đang phải nằm sân vì bị căng cơ. Đó là số 2 McKenna. Vẫn chưa có thêm niềm vui ăn mừng bàn thắng dành cho cổ động viên trực tiếp đến sân vận động Thống Nhất theo dõi trận đấu này. Niềm vui ăn mừng bàn thắng lần thứ tư trong trận mà tất cả chúng ta vẫn đang chờ đợi. Tỷ số của hiệp đấu đầu tiên vẫn chưa có sự thay đổi trong khoảng thời gian hiện tại của hiệp 2. Đến thời điểm này thì chúng ta có thể khẳng định là việc có thể cạnh tranh hiệu số với U19 Nhật Bản là điều không thể. Và các cầu thủ huấn luyện viên Philippe Trezeguet sẽ cần phải đặt tất cả hy vọng vào trận đấu cuối cùng gặp U19 Nhật Bản. Nhìn nhận một cách thực tế là U19 Nhật Bản vẫn có chất lượng nhỉnh hơn khá đáng kể trước U19 Việt Nam với những gì họ đã thể hiện ở hai trận đấu vừa qua. Chiến thắng 10-0 trước U19 Guam và 9-0 trước U19 Mông Cổ thì đó vẫn chưa phải là hai trận đấu mà U19 Nhật Bản tung hết sức mình. Điều kiện lý tưởng nhất ở trận đấu cuối gặp U19 Nhật Bản đó là U19 Việt Nam không để thua. Khi đó thì thầy trò huấn luyện viên Philippe Trezeguet sẽ có 7 điểm. Vẫn sẽ đứng thứ hai bảng J, nhưng có lợi thế và mặt điểm số trong cuộc đua giành 4 trong số 11 các bạn giành 4 suất đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Trọng tài xác định bóng đã đi hết đường biên ngang. Sự thay đổi người của U19 Guam vào sân đó là số 7 Fernandez. Cầu thủ rời sân đó là McKenna. Chris Junior Fernandez vào sân 2 cho cầu thủ số 2 Morgan McKenna.
Thanh Khôi vừa bị phạm lỗi. Khôi mở bóng rất thoáng, đây là Hữu Nam. Mạnh Quân, Mạnh Quân vẫn không được. Thanh Khôi, tài Asimov vừa rút thẻ vàng cho cầu thủ vào thay người, đó là số 7 Fernandez. Cú sút không được. Tại ở lượt trận thứ hai của vòng loại U19 châu Á năm 2020 thì đã xuất hiện một kết quả khá thú vị khi các cầu thủ U19 Campuchia đã bất ngờ vượt qua U19 Thái Lan với tỷ số 2-1. Hữu Nam, 4-1 cho các cầu thủ U19 Việt Nam. Không như vậy, người đã dứt điểm là Hữu Nam. Bàn thắng thứ hai từ đầu trận của Hữu Nam. Người đã thực hiện phạt kiến tạo đó là Minh Trọng. Đó là điều
mà có lẽ tất cả chúng ta đang mong chờ. Một đường chuyền thật tốt vào trong và một điểm cắt quyết đoán. Đứng trước quả đá phạt cho U19 Guam là số 10 Grayson Hatter. Người vừa thực hiện tình huống dứt điểm đó là Quidache Junior. Rồi phản công nhanh, đường chuyền lại hơi mạnh, đó là đường chuyền của Huỳnh Công Đến. Trận đấu đã bước sang phút thi đấu chính thức cuối cùng, phút thứ 90. Mạnh Quỳnh công đến, Jacob McDonald rồi phản công cho U19 Guam. There will be 4 minutes of added time. Hiệp 2 trận đấu có 4 phút bù giờ. 4 phút bù giờ cho hiệp đấu thứ 2. Và sự thay đổi người cuối cùng cho U19 Việt Nam.
Như vậy là số 17 Nguyễn Văn Tùng đã được tung vào sân thay cho số 19 Nguyễn Hữu Thâm, người đã lập cú đúp cho 19 Việt Nam ở trận đấu này đã rời sân. Cầu thủ vừa vào sân Nguyễn Văn Tùng là cầu thủ thuộc lò đào tạo của Thanh Hóa. Đây là cầu thủ đã nổi lên từ giải vô địch U17 quốc gia năm 2019 này. Đây là giải đấu mà U17 Thanh Hóa đã lên ngôi. McDonald. Đang có một cầu thủ của U19 Việt Nam nằm sân và lại nằm ở sát đường biên ngang. Trận đấu vẫn chưa được dừng lại. Mạnh Quỳnh. Cơ hội cho U19 quá. Rõ ràng chúng ta vẫn chưa thấy được những pha xử lý mang kinh nghiệm thật nhiều ở các giải đấu quốc tế đối với các cầu thủ trẻ của U19 Việt Nam. Mặc dù đó là trước một đối thủ không quá đẳng cấp trong mặt trận tấn công, và khi mà Minh Trọng là cầu thủ đang nằm sân và lại nằm sát được biên ngang như vậy thì cũng đồng nghĩa với việc là 7 việt vị là ở vị trí mà Minh Trọng đang nằm sân. Đó sẽ là cơ hội để cho các cầu thủ U19 Guam có thể tiếp cận rất gần với khung thành của thủ môn Quang Văn Chuẩn để có thêm bàn thắng. Chắc chắn sẽ là một bài học kinh nghiệm nữa mà huấn luyện viên Philippe Jouzier sẽ cần phải ghi chép lại để có thể truyền đạt lại cho các học trò của mình. Hoặc trong tình huống bất khả kháng như vậy thì một trong các cầu thủ U19 Việt Nam sẽ cần phải cướp bóng và phá bóng thật xa, hoặc ít nhất là phá bóng đi ra ngoài. Văn Hữu. Mạnh Quỳnh. Và đúng lúc này thì trọng tài người Uzbekistan Aziz Asimov đã cho trận đấu được khép lại. Kết quả chung cuộc, U19 Việt Nam đã có chiến thắng với tỷ số 4-1. 4 bàn thắng của U19 Việt Nam ở trận đấu này đến từ cú đúp của Hữu Nam ở phút thứ 5 và 85. Cùng với đó là các bàn thắng của Đỗ Tấn Thành ở phút thứ 28 và Quốc Đạt ở phút thứ 32. Và bàn thắng duy nhất của U19 Guam ở trận đấu này do công của Jacob McDonald ở phút thứ 33 của trận đấu. Như vậy là sau hai lượt trận ở bảng J thì U19 Việt Nam đã có cho mình 6 điểm qua hai chiến thắng trước U19 Mông Cổ với tỷ số 3-0 và U19 Guam với tỷ số 4-1, và hiện đang tạm thời đứng vị trí thứ 2 sau đội tuyển U19 Nhật Bản. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì buổi tường thuật vòng loại U19 châu Á năm 2020 màn so tài U19 Việt Nam và U19 đảo Guam của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng xin được phép khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong trận đấu tiếp theo